Đàm Tùng Vận trở thành dương tử thứ hai ở Kim Ưng 2020. Đàm Tùng Vận trượt giải nữ thần Kim Ưng dòng trường hợp của dương tử năm 2018. Vào ngày 14 tháng 10, đài truyền hình Hồ Nam công bố Tống Thiến trở thành nữ thần Kim Ưng 2020, vượt qua 7 đối thủ với hơn 3 triệu lượt bình chọn. Tin tức này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có tin đồn Tống Thiến được nhắm trước cho vị trí này, bảng bình chọn chỉ để làm màu. Cuộc cạnh tranh giữa Tống Thiến và Đàm Tùng Vận trở thành tâm điểm của lễ trao giải Kim Ưng năm 2020. Ngôi sao của lấy danh nghĩa người nhà nhận được sự ủng hộ của công chúng vì có đến 2 phim đạt rating cao, được yêu thích trên mạng xã hội. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận cũng được đánh giá xuất sắc nhất trong số những ngôi sao được đề cử. Fan của Đàm Tùng Vận rất cố gắng ở các bảng bình chọn, nhiều thời điểm còn vượt cả Tống Thiến nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đàm Tùng Vận bỗng trở thành người đáng thương nhất vì liên tục bị lôi ra làm đề tài mỉa mai trong thời gian bình chọn. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên bỗng trở thành bàn đạp trên con đường trở thành nữ thần Kim Ưng của Tống Thiến. Trường hợp của Đàm Tùng Vận khiến nhiều người nhớ đến trường hợp của dương tử năm 2018. Địch Lợi Nhiệt Ba dương tử từng cạnh tranh khốc liệt ở giải thưởng Kim Ưng, nhưng cuối cùng ngôi sao cá mực hầm mật phải ra về trắng tay. Địch Lợi Nhiệt Ba ôm trọn hai giải thưởng danh giá. Ở thời điểm đó, dương tử được đánh giá cao hơn nhờ diễn xuất phim Hương Mật Tựa Khói Sương, Làm Mưa Làm Gió. Nụ cười gượng gạo của dương tử năm đó đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, hút lượt xem nhiều nhất năm 2018. Bên cạnh những bình luận thương cảm cho Đàm Tùng Vận, một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên không cần quá coi trọng giải nữ thần Kim Ưng vì vị trí này không có giá trị công nhận tài năng diễn xuất mà chủ yếu dựa vào ngoại hình, mức độ nổi tiếng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!